Nếu bạn đã từng nhận một cái voucher khuyến mại của Pizza, một cửa hàng pizza là ngày thứ ba hàng tuần mua một tặng một, hoặc là mua chương trình khuyến mại của một cái nhà hàng nào đó giảm giá 30% vào ngày thứ năm hàng tuần. Biết vì sao mà họ lại muốn thu hút khách hàng vào những ngày đó không? Bởi vì chắc chắn là cái doanh thu mà họ đã thống kê theo tiêu chí là thứ trong tuần nó có cái sự sụt giảm vào những ngày đó, và để duy trì cái hệ thống vận hành thì họ đã đưa ra những chương trình khuyến mại, mục đích là để kéo khách hàng đến vào để bù đắp cho những ngày mà doanh thu giảm. Vậy thì tránh trường hợp như chúng ta ra những quyết định cảm tính thì chúng ta cần phải dựa vào dữ liệu để ra quyết định. Và nếu như thông thường bạn bảo nhân viên hãy tính cho anh một cách trung bình là doanh thu trung bình của thứ trong tuần từ thứ hai cho đến chủ nhật, xem là doanh thu trung bình của từng cái cửa hàng của chúng ta trong cái chuỗi hệ thống của chúng ta là thứ trong tuần là như thế nào, thì chắc hẳn là nhân viên của bạn sẽ là gò đầu mút tai để có thể tính ra được cái thông tin đó. Từ cái ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm cho đến cái ngày hiện tại, từ cái cột dữ liệu của ngày tạo đơn làm sao để tính ra được là cái ngày đó là thứ mấy, thì đó là một cái phép tính khá là đau đầu đúng không ạ? Tuy nhiên thì với Pivot Table thì cái việc tính toán này lại trở nên cực kỳ đơn giản, và nó chỉ mất dưới một phút thôi chúng ta có thể làm được thao tác này. Thì cái đề bài này ấy, mình dẫn dắt như vậy để có thể các bạn có thể hình dung được cái đề bài này. Mình sẽ bắt đầu bằng một cái nhu cầu là tính doanh thu trung bình theo chi nhánh và theo thứ trong tuần. Vậy thì rõ ràng là cái thứ trong tuần là một cái thứ mà các bạn không sẵn có được cái dữ liệu này, mặc dù chi nhánh thì các bạn có đúng không? Ví dụ như là trong một cái pivot table này, mình hoàn toàn có thể mở rộng ra. Mình có thể mở rộng ra là gì? Row thì mình chưa biết chọn cái gì vào đây, nhưng cái cột thì mình sẽ biết chọn, đó chính là cái phần chi nhánh. Và cái phần giá trị value này, nếu mà tính là doanh thu trung bình thì hoàn toàn mình có thể add được cái value, đó chính là phần doanh thu. Và với cái doanh thu này thay vì mình gọi là sum thì mình sẽ gọi là average. Mình chọn cái tiêu chí là average. Tuy nhiên ấy, với cái tiêu chí trung bình này ấy, mà mình muốn điền vào các dòng này đó chính là thứ trong tuần, thì mình phải làm thế nào? Mình sang cái phần data nha. Trong tất cả những cái dữ liệu ở đây ấy, thì chỉ có duy nhất một cái manh mối có liên quan đến cái thứ trong tuần, đó chính là cái phần ngày tạo đơn. Bởi vì là nếu mà dữ liệu là năm thì chúng ta sẽ không biết được cái ô này ấy, nó rơi vào cái ngày thứ mấy, mình không biết. Và cái tháng như này thì mình cũng không biết nó là cái dòng này là của thứ mấy. Nhưng mà với cái ngày tạo đơn, giả sử như Giang làm một cái phép như sau. Giang vào cái 123 này và Giang kích vào cái custom number format nha. Và thay vì là để định dạng là ngày ngày tháng tháng năm 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 như này thì Giang sẽ chọn là D D D D đó ha, bốn cái D, thì lập tức là toàn bộ cái ngày tạo đơn này của chúng ta đã được phân loại theo thứ trong tuần. Nhưng đây chỉ là cái dữ liệu mà chúng ta nhìn vậy thôi, chúng ta hiển nó hiển thị ra vậy thôi, mặc dù là cái dữ liệu bên trong của nó vẫn là một cái date bình thường, một cái ngày bình thường. Vậy thì các bạn thể hình dung ra là với cái dữ liệu Google Sheet ấy, mình trông là cái dữ liệu đầy đủ như này, và hoàn toàn là mình có thể nhóm nó lại dưới dạng là thứ trong tuần. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá một cái cách thức hết sức là vi diệu của Google Sheet khi mà các bạn có thể sử dụng Pivot Table này nha. Bây giờ mình sẽ đưa về cái format thuần túy ban đầu. DD này, MM này, II ha. Mình có một cái video khác nói về cái format date này. Bây giờ mình vào cái pivot. Vậy thì cái yếu tố row mà mình sẽ đưa vào đây ấy, là mình mạnh dạn đưa chính là cái ngày tạo đơn vào đây. Thì lập tức là bạn sẽ có được từng cái ngày này một, và có được cái doanh thu trung bình theo ngày. Bạn sẽ có được doanh thu trung bình theo ngày. Nhưng tuy nhiên ấy, ở đây có một điểm là bạn thấy rằng là có cái là date bình thường mà có cái là giá trị. Chẳng qua là vì cái cột BG này ấy, mình sẽ chưa nhất quán được với cái cách thức hiển thị. Mình kích vào cái 123 này để mình có thể chọn lại cái hiển thị DDMMII để nhất quán toàn bộ cái cột BG này của mình theo cái định dạng của date. Theo định dạng của date nha. Mình căn chỉnh một chút ha. Đấy. Mình căn chỉnh một chút. Vậy thì với những cái ngày tạo đơn như thế này, chúng ta có được cái dữ liệu như này rồi. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể đưa toàn bộ tất cả những cái data này của mình nhóm lại dưới ngày thứ trong tuần? Điều đầu tiên bạn muốn làm được việc này là bạn cần phải ở trong cái cột ngày tạo đơn.
Bạn cần ở trong cái cột ngày tạo đơn này với cái dữ liệu nó rất là dài như thế này. Và bây giờ chúng ta sử dụng một cái tiện ích, đó chính là cái phần phân nhóm. Bạn chỉ cần chuột phải và bạn chọn tạo một cái nhóm date tổng hợp. Và ở đây u là trời, chúng ta có rất nhiều những phương án lựa chọn ở đây. Và nhân tiện cái việc mà lúc đầu trong cái series clip về pivot này mình có nói ấy, đó là lúc đầu mình tạo ra hai cái cột phụ là cái cột năm và cột tháng để các bạn có thể thao tác được dễ hơn. Nhưng mà tuy nhiên ấy, khi mà bạn không cần hai cái cột năm và tháng được tách ra ở đây, bạn không cần hai cái cột năm và tháng tách ra ở đây thì bạn hoàn toàn có thể tạo ra được một cái báo cáo theo năm bằng cách là bạn chuột phải này, bạn create pivot date group và bạn chọn year. Thì lập tức là bạn đã có được một cái báo cáo theo năm ở đây rồi. Nhóm lại theo năm thì chúng ta sẽ có cái gì? Nhóm lại theo năm thì chúng ta sẽ có cái gì ha? Đấy, thì bạn thì nhìn thấy là lập tức là bạn đã nhóm được theo năm. Nếu mà bạn muốn nhóm lại theo năm và tháng thì bạn thể sửa lại thành year month. Thì lập tức là bạn đã có được theo năm và tháng. Và ở đây mình không cần cái tổng này thì mình sẽ bỏ cái phần show total đi ha. Mình bỏ đi cái phần show total của cái này đi. Lập tức là mình sẽ có được là cái phần tổng ở phía dưới mà mình không có cái tổng ở bên cạnh nữa. Nhưng mà đây chưa phải là cái mình muốn, cái mình muốn là thứ trong tuần. Thế nên mình sẽ chuột phải mình chọn day of the week, tức là thứ ở trong tuần, cái ngày ở trong tuần, thứ ở trong tuần. Và mình đã được phân bổ một cách tự động thành chủ nhật cho đến thứ bảy. Và đây chính là một cái báo cáo. Mình nghĩ là nó sẽ tăng cho bạn những cái insight rất là sâu sắc để hiểu hơn về cái dữ liệu mà các bạn đang có. Các bạn có ngày tạo đơn mà các bạn hoàn toàn tính được là cái doanh thu trung bình, hoặc là bạn thể tính được là số đơn hàng trung bình theo thứ trong tuần và theo chi nhánh, theo cửa hàng, theo nhân viên kinh doanh, theo phòng kinh doanh để bạn có thể đo lường được cái mức độ hiệu quả và bạn có thể có được những cái đề xuất hoặc có những chính sách, có những chương trình phù hợp để thúc đẩy cái doanh thu trung bình ở những cái cửa hàng mà đang bị yếu hơn so với những cửa hàng khác. Thì mình hy vọng là với cái clip này thì sẽ giúp cho các bạn có thêm được những ý tưởng ứng dụng trong công việc để hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại bạn trong clip sau. Cảm ơn nhà tài trợ Yến Xào Hỏi Thư, đó là cái cửa hàng Yến Xào Hỏi Thư của bố mẹ mình. Và đó cũng chính là cái nơi mà mình khơi nguồn cảm hứng với những cái mẫu dữ liệu để mình có thể làm những cái trang tính cũng như là làm những cái mẫu báo cáo cho các bạn. Cửa hàng của ba mẹ mình ở 38 A Quang Trung, thành phố Hải Dương. Hãy liên hệ hotline 0975 117643, đảm bảo là bạn sẽ được tư vấn tận tình và chu đáo với giá cả rất là hợp lý.